chào tất cả các bạn nhé. Thì chúng tôi tiếp tục xuống lá nhặt lại bộ dăm tại vườn cây của Thúy Sumo. Hôm qua là chúng tôi cũng xuống cây xin búp đỏ đây rồi, thì cũng quay lại cho anh em tham khảo cân xin búp đỏ này nhá. Con xin búp đỏ này thì Thúy hôm qua là cũng xuống triệt để rồi. Bây giờ chúng tôi tiếp tục vừa vặt lá xong. Không có ai quay nên chúng tôi sẽ chia sẻ với anh em ở video này. Một trong những con khá là ok. Ấn tắt đường đấy nhá và quay luôn rồi. Chào các bạn nhé, hôm nay Thúy Sumo và Trung con trai hôm nay chuẩn bị Tết nên là mượn Trung lên thiên nhiên chuẩn bị được đón nghệ nhân. Nói chung là để một nghệ nhân tương lai chuẩn bị để đánh xuống một vùng dăm của cây giáng lão nhá, cây nằm biển rất già nha anh em nhé. Còn cây này chính là Trung con trai có mua cho anh Thúy. Cây này hôm nay là quyết định hai anh em xuống để ra riêng để chơi, vừa xuống Tết. Cái hai nữa là để ra riêng cho lên một bộ lọc mới nhá. Nó cũng già rồi, giờ nó khoảng 3, hơn 30 lần rồi. Bộ dăm cây cũng quá đã. Bao tiền mà cậu? 500. Hai mình đúng không ạ? Chỉ sau một năm thôi mà Thúy nuôi phải nói là kinh khủng. Đấy, cái cây này bệ bãi ngày trước nó hóp lại. Đây, một cây xanh giáng tùng đọ với cây của bonsai chính hiệu. Thì chắc chắn là nó cũng chưa được như thế, nhưng mà thôi, không gian nhà Thúy hơi chặt này. Chúng là độ chín nhưng mà chưa bằng cây của chính hiệu được, nhưng mà hơn cây chính hiệu. Giao dịch để đếm tiền, đưa tiền và giao dịch. Đó. Này giờ nó quá là già. Tôi nói anh mà ít nhất phải tầm 30 năm. Đấy, ông nói đấy. Cái này này. Đó mà bây giờ này, bây trước anh em xem những cái này nó hóp lại, bây giờ cắt ra tí mà cắt này ra, nhưng mà thôi cái này vẫn đang nuôi đẩy tiếp. Thế chúng tôi dọn qua thôi. Đấy, cái lúc trước cái chỗ này nó hóp lại. Cái này lúc mua 10 triệu mà giờ cậu Trung có đòi nhân đôi là 20 triệu phải bán, các bạn cậu phải thấy đắt. Vừa rồi là Trung mánh nên là Thúy đang là gạ Trung một sai này. Trung một sai cuối năm chỉ có chơi hoa là dính thôi. 20 hơi đắt. Chính bên này. Đấy thì cứ quay đây. Cậu mua cho trẻ nhẽ đi lấy 20 thì rồi đây. Nói chung là đắt rẻ thì không biết, nhưng cây này nó có tổng thể cao hơn 1 mét. Mình cũng đang làm một tay rơi như thật. Đang hình thành thôi. Nói chung là cây này thì trước là để trong bóng kia, nên là bây giờ với cái bắt đầu là cắt cho dăm nó cùn lại một tí, chắc chắn là kỳ sau là sẽ lọc kỹ hơn. Thực ra là cái bộ dăm mà mình lọc kỹ đến mức độ như này rồi, đến kỳ 2 thì mình tỉa tốt hơn nữa, vì lúc nãy cũng đang vội quá nên là cũng chưa tỉa kỹ hơn nữa được. Nhưng mà cũng chỉ để vậy thôi, để lần sau nó ra nữa chúng tôi tiếp tục lọc. Thúy nhặt hết những cái lạt vặt lá đi, có cái lá nào vặt hết đi. Làm một cái để lá như này thì... Đó, công việc cuối năm thì cũng quá là bận đúng không?
anh em đều bận cả, nhưng mà thôi thì nhìn chung thì cái bộ bệ cái này nó còn đẹp. Đấy, nguyên bản luôn, chúng tôi cũng chưa xử lý qua bộ bệ này, đang còn chăn nuôi nên là chưa đục đẽo gì. Xem nồi cá mẹ ơi, 2 năm nữa thì bắt đầu quyết định. Con này bây giờ cắt vài lần nữa cơ mà dăm nó ý chị nè. Con này 2 năm nữa. Đấy, cái quả phúc chưa chỉnh ở đâu nhá, phúc vẫn đang còn cũng đấy là vội vào uống nước chè đây nè. Thì những cái dăm nằm nó ngang quá hoặc là mép đấy thì anh chỉnh qua lại tí nha. Đấy. Qua đẹp. Một đôi cao cao một tí trong vườn nữa là đẹp. Ok. Con này hôm trước lá già thì cũng cắt rồi. Con này thôi để vậy cũng được. Không đang nuôi không kịp thay. Không kịp làm đấy. Nó non quá rồi. Mình đã bảo là hôm đấy tưới thí điểm cái nước kia. Thử cho bọn sao. Nước đó quá tốt rồi. Xong bắt đầu quyết định tưới hết. Này định đường con chó phải ngâm. Không khí nhà Thúy ơi. Tết đã đến rồi. Rất gần rồi. Cây đào thì bé nhưng mà hoa quá tuyệt vời. Đó, cái này chơi ra ngoài mùng vẫn còn hoa. Đề nghị là Thúy cũng chỉnh bớt dặm đi. À lọc đi tí này. Mà muốn chơi có lọc đây nè. Chơi có lọc thì để vài đẹp. Xong rất nhanh nhưng mà cái đào đằng trước đây đang hoa mà xin được đâu cũng cấy. Cái này sau này không làm cái này là mặt chính mặt luôn là con này cứ chăn nuôi này. Đến lúc nó ấy rồi không đục đục linh tinh nó cái này ra đục bên hoa. Rất nhiều, còn rất là nhiều. À, hẹn anh em đơn ở kỳ sau, đơn vàng, đơn ta. Mùa này không lại cái gì thì cũng vứt đi nhìn. Một cây đơn vàng, một cây đơn đỏ, hai cây này mà nằm với nhau ở như một ngôi nhà thờ nào thì quá là đẹp. Đấy, giá trị của nó thì như nhau, tàn khủng, con kia tàn với khủng, con kia là ra riêng là tiếp tục bấm tiếp cho nó lấy một đợt mới khỏe hơn, chứ còn cũng không để cái bộ tàn đấy nha anh em nhé. Sang năm là rỗi là rốc nên bỏ cái chậu to. Nó cứng rồi, nó bó, nó không thở được. Thì sumo à, rất là đẹp nhá. Lá xanh nhá. Sửa rồi, đúng nè. Kỳ trước lá có vẻ là Thúy thì ngày tưới 3 lần mà anh em. Chăm sóc cây cũng quá ok à. Ngày tưới 3 lần nhưng mà cây vừa rồi là cây này là 1 năm trời chẳng lên được cái lá nào. Gà, nuôi gà xong là nó đói nó ăn cả lá. Này bỏ đem gì? Ok. Đó, cái này hết thì nọc mầm ra thôi. Đó là phải nói là lá xanh, cây khỏe, cây già. Cái này là quá già rồi. Cái này thời trước đó ở Trung Môn Sai thì cũng được quá nhiều anh em thích và muốn sở hữu. Còn đây là Thúy hôm nay là đã về vườn Thúy rồi. Đấy. Lúc nào rêu cũng xanh rồi này anh em biết này. Mùa hành khô mà rễ nó xanh như này thì tuyệt vời. Cây nó chẳng cao mấy đâu, nó dáng bay. Đó, như một con lòng bay vậy. 60 phân. Được đó 60. Bộ khung tay hoành nhá. Trước đó mà tay hoành nó như này, nó chạy rực rắc này. Đấy, cho các bác xem.
Ok. Đây, trong cái lúc mà đi đổ ga như này thì cũng chia sẻ lại cho anh em thôi. Còn cũng rất mong anh em nào mà quan tâm mà trong cái khu vực Nga Liên, Nga Tân, Nga Thủy mà muốn đổ ga thì alo cho Trung Monsai theo số điện thoại là 0978 396 477. Đó. Xe này nó quá tàn rồi nhưng mà nó phục vụ cho Trung Monsai quá nhiều rồi. Đó. 81 anh ạ. À. Xì xuống lẹ. Tổng thể vườn cây của Thủy Sumo nha anh em nha. Mình sở hữu chắc khoảng vài trăm trậu. À. Nhiều lắm. Sân nhà mình dài 23 mét. Cây già nên điện y hết. Ok. Cắt lá chỉnh dòng. Đây, cuối cùng là con si búp đỏ đang độc lá, đang lá rất là nhiều. Cũng chia sẻ luôn lại với anh em cho anh em nhìn rõ nét hơn một trong những con si quá là già luôn. Nếu mà già thì chắc chắn là hiếm có cây nào mà già như được như cây này. Thì tay đòn của nó cũng được làm lại hết rồi, đang được bắt đầu bẻ nhá. Đó. Nuôi một vài năm nữa lại cắt giật. Đó. Đặt lại cái chậu vị trí khác thì cây nó sẽ khác lên nhiều. Giả mốc lên. Con này thì nuôi không trẻ ra được, già như đá luôn. Con này cũng được ông Vũ Mạnh Hà vào dây rồi. Già lắm. Đây này, cái đoạn này. Dạ. Đoạn này là mới nhá. Đây hoàn toàn mới này. Vặn lại hết và kéo co kéo. Tác phẩm này thì bác nào thực sự quan tâm mà hiểu được giá trị đích thực của nó thì alo cho Trung Monsai nhá. Số điện thoại là 0978 396 477. Đó. Mình cũng vừa quay vườn cây của Thúy Béo. Thúy Béo cũng đang xuống răm. Cuối video này thì cũng chêm tác phẩm của Trung Bonsai vào cho anh em mà thực sự quan tâm mà thích thì cứ alo sớm nhé. Ok. Xin thân ái chào tạm biệt anh em và chúc anh em một năm mới an khang thịnh vượng, thành công.